chục Việt Kiều tham gia đường dây nhập xe về nước trong đường dây của hai công an đã bị phanh phui. Phiên xử diễn ra mới đây đã quyết định phạt tù hai vị công an này, cũng như là làm rõ số tiền họ đã đút túi. Sau đây là những thông tin cụ thể về vụ án đình đám này. Thuê các Việt Kiều hồi hương mang 54 chiếc xe loại mắc tiền như là Rolls Royce, Bentley, Lexus, Porsche về Sài Gòn bán rồi thu lợi hàng chục tỷ đồng. Hai viên công an và ba người khác vừa bị tuyên án tù. Vào ngày 10 tháng 9 năm 2018, Tòa án thành phố Sài Gòn tuyên án Nguyễn Giang Lâm, 43 tuổi, là nguyên cán bộ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an Sài Gòn. Nguyễn Quang Vinh, 36 tuổi, 14 năm tù về tội buôn lậu. Trần Phước Thạnh, 51 tuổi, nhận 12 năm tù. Trần Thái Nguyên, 36 tuổi, lãnh 8 năm tù về cùng tội danh. Liên quan vụ án này, một viên công an khác là Bùi Khắc Hà, 43 tuổi, là nguyên cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an Việt Nam, lãnh 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Hành vi của Nguyễn Quang Vinh và đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo và nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nên được xem xét giảm nhẹ. Đồng thời, tòa tiếp tục kiến nghị Viện Kiểm sát mở rộng điều tra, làm rõ những Việt Kiều và chủ salon ô tô có hay không là đồng phạm giúp sức cho các bị cáo. Bản cáo trạng cho hay, lợi dụng việc nhà cầm quyền Việt Nam cho phép Việt Kiều khi hồi hương được nhập cảng một chiếc xe đang sử dụng mà không phải đóng thuế. Vinh và hai đồng phạm thỏa thuận với Lâm thuê Việt Kiều đứng tên nhập cảng xe hơi mắc tiền về Sài Gòn. Tiếp đó, nhóm Vinh nhờ Hà đóng dấu khống. Theo nguồn tin cho biết, từ tháng Giêng năm 2011 đến cuối năm 2012, đường dây của Vinh đã thuê 64 Việt Kiều hồi hương làm thủ tục nhập 54 chiếc xe loại mắc tiền như là Rolls Royce, Land Rover, Bentley, Lexus, Audi, BMW, Porsche và 12 mô tô phân khối lớn. Tổng giá trị các xe là hơn 350 tỷ đồng, lẽ ra phải chịu thuế hơn 200 tỷ đồng, nhưng Vinh và đồng phạm chỉ phải đóng hơn 64 tỷ. Lâm bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ được giao trực tiếp ký xác nhận tình trạng của Việt Kiều hồi hương để họ được nhập hộ khẩu nơi cư trú. Ông ta được xác định là thu lợi 360.000 đô la Mỹ thông qua việc giới thiệu cho Vinh thuê 36 Việt Kiều. Vinh và Thành thu lợi 556 triệu đồng, còn Nguyên được hưởng 478 triệu đồng. Hồi cuối năm 2015, Quang và Lâm bị tòa án thành phố Sài Gòn tuyên phạt 16 năm tù, Nguyên và Thạnh lần lượt lãnh 9 và 12 năm. Đến tháng 10 năm 2016, cấp phúc thẩm hủy toàn bộ bản án để làm rõ kẻ chủ mưu. Vinh và Nguyên được cho tại ngoại, còn Lâm và Thạnh tiếp tục bị tạm giam. Quá trình điều tra lại, Bùi Khắc Hà bị bắt giam vì cáo buộc đóng dấu kiểm chứng xuất nhập cảng khống và hộ chiếu của 16 Việt Kiều. Tại cơ quan điều tra, Vinh Thạnh Nguyên thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng Lâm cho rằng bản thân không vi phạm pháp luật, còn Hà khai là chỉ làm giúp Lâm chứ không nhằm mục đích buôn lậu. Phố Cleveland, tiểu bang Ohio, có một cảnh sát viên người Mỹ gốc Việt kỳ cựu qua đời vì có một cuộc huấn luyện dưới trời nóng hơn 90 độ F nên đã bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, khiến sau 4 ngày không qua khỏi để mà lại vợ và hai con. Ông Vũ Nguyễn qua đời tại bệnh viện Cleveland Clinic do suy gan, suy thận và xuất huyết não. Ông Vũ làm cảnh sát Cleveland từ năm 1998 cho đến nay. Theo nguồn tin cho hay thì trong cuộc huấn luyện với chó để mà chuẩn bị gia nhập lực lượng cảnh sát sử dụng chó, ông Vũ đã bị bất tỉnh và được đưa vào bệnh viện Metro Health. Ông nằm ở đó cho tới hôm thứ Năm, ngày 5 tháng 7, rồi được chuyển bằng trực thăng cấp cứu tới bệnh viện Cleveland Clinic. Theo cơ quan khí tượng quốc gia, nhiệt độ ở Cleveland hôm thứ Hai vừa qua lên tới 93 độ F.
Ông Jeff Palmer, chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát tuần tiễu Cleveland, nói rằng ông Vũ Nguyễn không có bệnh sử gì trước khi bị bất tỉnh. Trước khi làm cảnh sát, ông Vũ, 50 tuổi, có 4 năm làm lính canh tại nhà tù của thành phố. Sau khi nghe tin cảnh sát viên Vũ Nguyễn qua đời, chủ nhà hàng Le Dolce Vita trong khu Little Italy là ông Terry Tarantino viết trên Facebook rằng ông Nguyễn là một trong những cảnh sát viên giỏi nhất của Cleveland và một trong những viên chức được mọi người yêu mến tại Little Italy. Ông Tarantino viết thêm rằng có một số người làm tốt công việc của mình và một số đưa thêm thứ phép màu nhân bản làm dịu mát tâm hồn ta khi gặp họ. Đó là ông Vũ. Cảnh sát viên Vũ Nguyễn qua đời để lại vợ và hai người con. Một thanh niên gốc Việt có tiền sử phạm tội nhưng trong thời gian lãnh án tù treo đã nổ súng giết chết bạn gái của mình rồi sau đó tự tử. Án mạng đã xảy ra tại tiểu bang Alaska và hai người trẻ tuổi đã thiệt mạng theo tin của cảnh sát cung cấp cho báo chí. Tại thành phố Fairbanks, cảnh sát đã tìm thấy hai xác chết nằm ở một căn nhà nằm ở đằng sau khu thương xá Shoppers Forum Mall. Cảnh sát đã từng đến ngôi nhà đôi Douglas ở đường McCarty Avenue để tìm hiểu về sự vắng mặt của cô Vanessa DeGries, 24 tuổi. Khi tiến vào ngôi nhà của Trần Văn Nguyễn Thiện, 26 tuổi, thì họ thấy cả hai người nằm chết ở bên trong. Họ có vết thương do đạn gây ra, Thiện là bạn trai cũ của Vanessa. Qua các trang Facebook, người ta được biết cô Vanessa xuất xứ từ thành phố Dallas ở Texas đến cư ngụ tại Alaska mấy năm trước đây. Còn về Trần Thiện thì anh ta xuất xứ từ Hawaii đến Alaska làm nghề sửa ống nước và thuộc một nghiệp đoàn ở thành phố Fairbanks. Theo thông báo của cảnh sát, họ đã đến kiểm tra ngôi nhà của Thiện sau khi nhận được tin báo từ cảnh sát của trường đại học University of Alaska Fairbanks về việc cô Vanessa đã không đến đón con ở nhà giữ trẻ trong khuôn viên ở trong trường đại học. Cộng với tin từ cảnh sát trường đại học, cảnh sát thành phố cũng được một đồng nghiệp của Vanessa đến tận ti cảnh sát để báo tin rằng Vanessa đã rời sở làm vào giờ ăn trưa nhưng không thấy trở lại. Đồng nghiệp này có cho biết thêm rằng bà đã từng thấy Thiện đến văn phòng của Vanessa vào buổi sáng nhưng không thấy Vanessa rời phòng cùng với Thiện khi anh ta ra về. Cô Vanessa làm việc tại trường mầm non Hester do Driver Alaska điều hành, theo thông tin của cảnh sát Fairbanks. Người bạn đồng nghiệp có nói thêm rằng Vanessa vừa được nhận vào một trường y tá ở bên ngoài tiểu bang Alaska và cô đã có ý định báo cho Thiện biết về ý định rời khỏi Alaska của cô. Khi đến kiểm tra nhà của Thiện, cảnh sát đã phái một đội được trang bị vũ trang. Lý do là họ từng có hồ sơ về việc của Thiện và Vanessa đã từng nhiều lần cãi nhau và đánh nhau trước đây. Sau khi khám nghiệm tử thi hai người thì cảnh sát điều tra sơ khởi và cho biết Thiện đã bắn chết Vanessa trước khi tự sát bằng súng. Cô Vanessa Grease đã có hai con mà nhà cảnh sát không cho biết là với Thiện hay là với một đời chồng trước đó. Trong lúc tìm thân nhân để báo tin về cái chết của Vanessa, cảnh sát đã giao hai đứa bé cho một người bạn của gia đình Vanessa. Theo hồ sơ của cảnh sát thì Trần Thiện đã từng bị bắt vì tội tấn công và trộm tài sản. Hồ sơ cho thấy vào ngày 1 tháng 12 năm 2015, Thiện đã bị truy tố tội tấn công cấp 4 và tội phạm lặt vặt cấp 5. Khi một phụ nữ báo cảnh sát rằng là anh ta đã đẩy một em trai 7 tuổi lên cao, lên tới tận trần nhà sau khi em này nói với mẹ rằng là em bị Thiện bắt ăn quá nhiều. Phụ nữ đã từng báo cảnh sát này đã được ghi tên viết tắt đó là VR khi người mẹ nói Thiện không được đe dọa con của cô ta như vậy. Anh ta nổi nóng và mắng chửi cô ta. Cũng theo hồ sơ, sau đó Thiện ném một bình sứ vào tường bể tam tành. Anh ta đã la hét người phụ nữ và đi theo cô ta
khi thấy cô tìm cách rời nhà. Lúc đó phụ nữ này có nói rằng cô không thể gọi cảnh sát trong lúc Thiện đang có mặt, vì anh ta từng dọa giết cô nếu cô báo cảnh sát. Phụ nữ tên VR nói rằng trong quá khứ cô đã từng bị Thiện bóp cổ và nói rằng cô sẽ bị tệ hơn nữa. Hồ sơ cũng ghi nhận vào tháng 4 năm 2013, Thiện đã từng bị cảnh sát bắt giữ sau khi một người bạn gái của anh ta mà cảnh sát không nêu tên cho biết cô bị anh ta đánh trong lúc hai người đang cãi nhau. Phụ nữ này lúc đó đang có thai được 5 tháng. Cô nói với cảnh sát rằng cô sợ bị anh ta đánh dẫn đến việc sảy thai, vì cô đã từng bị Thiện đánh vào bụng và mặt nhiều lần vào tháng 12 năm 2012. Theo hồ sơ năm 2012 thì Thiện cũng từng đánh gãy mũi một phụ nữ vào tháng 2 năm đó. Năm 2010, Trần Thiện đã bị truy tố với 39 cáo trạng ăn cắp, cướp liên quan đến một vụ trộm những chiếc xe đậu bên ngoài rạp hát Regal Cinema Theater. Lúc đó anh ta bị truy tố cùng với 4 thanh niên khác. Trong những lần ra tòa sau đó, Thiện bị án treo 3 năm. Theo luật di trú Mỹ, những thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ có thẻ xanh có điều kiện hoặc là thẻ xanh vĩnh viễn đều có quyền hạn như nhau về việc ra vào nước Mỹ không giới hạn số lần nếu việc đi lại này xảy ra trước ngày hết hạn của thẻ xanh. Quyền xuất nhập cảnh của Mỹ của thường trú nhân được phép tự do đi lại và cư trú tại một quốc gia khác ngoài nước Mỹ trong thời gian liên tiếp tối đa không quá 1 năm mà không cần thông báo. Không cần phải xin phép chính quyền địa phương, cũng không cần phải nộp đơn xin giấy phép tái nhập cảnh Reentry Permit để trở về Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các đơn vị quản lý nhập cảnh Hoa Kỳ, cảnh sát hải quan có quyền từ chối những thường trú nhân đã rời khỏi Mỹ hơn 6 tháng mà không có lý do chính đáng. Vì vậy, trước khi các thường trú nhân có ý định rời khỏi Mỹ hơn 6 tháng và mong muốn trở lại Mỹ một cách hợp pháp và bình an vô sự, thì họ nên chuẩn bị cho mình những bằng chứng và lời giải thích chính đáng. Thường trú nhân hợp pháp được quyền xuất nhập cảnh Mỹ trong một số điều kiện nhất định. Đồng thời, những lần xuất cảnh Mỹ quá 6 tháng sẽ ảnh hưởng đến yếu tố sống liên tục 3 năm hoặc là 5 năm trên đất Mỹ khi nộp đơn xin thi nhập quốc tịch. Sau này, do thời gian cư trú liên tục sẽ phải tính trở lại từ đầu. Vì vậy, thường trú nhân được phép nhưng không nên rời khỏi Mỹ quá 6 đến 1 năm và khi trở lại nên có lý do chính đáng. Thường trú nhân sống ở nước ngoài trên 1 năm mà không được sự cho phép của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ USCIS sẽ được xem như là tự từ bỏ tình trạng cư trú hợp pháp của mình ở Mỹ và có thể sẽ mất tình trạng thường trú nhân. SB1 thì thực giúp thường trú nhân quay trở về Mỹ. Thường trú nhân được xem như là từ bỏ tình trạng cư trú tại Mỹ có thể xin cấp một loại thị thực đặc biệt, còn được biết là thị thực SB1, để hội đủ điều kiện lấy lại tình trạng cư trú. Đương đơn cần phải chứng minh cho viên chức lãnh sự rằng thường trú nhân vẫn có những ràng buộc ở Mỹ và mong muốn quay trở về sau thời gian trên 1 năm ở nước ngoài. Thường trú nhân đã không thể quay trở về Mỹ như dự định vì các lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của đương đơn, đây cũng là lý do kế tiếp. Hoàn tất những thủ tục mẫu đơn cần thiết và chuẩn bị thông tin, kiến thức, bằng chứng và tâm lý để thành công lấy được visa tái nhập cảnh Mỹ khi phỏng vấn tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chính phủ Mỹ chào mời startup bằng visa Mỹ khởi nghiệp vào cuối tuần trước. Bộ Nội an ninh Nội địa Hoa Kỳ DHS đã chính thức công bố luật doanh nhân quốc tế của Nhà Trắng. Theo đó, chính phủ Mỹ sẽ cấp visa tạm thời thời hạn từ 2 đến 5 năm cho các nhà sáng lập công ty khởi nghiệp đến từ những quốc gia khác bên ngoài Mỹ, nếu như công ty của họ đáp ứng được những yêu cầu nhất định như là huy động vốn từ các nhà đầu tư Mỹ. Mỹ có thể cấp visa Mỹ khởi nghiệp cho doanh nhân. Bộ An ninh Nội địa Mỹ vừa công bố dự thảo luật doanh nhân quốc tế với đề xuất cấp visa tạm thời cho các doanh nhân nước ngoài nếu công ty của họ đáp ứng được một số yêu cầu. Theo dự thảo nêu trên, để nhận được visa loại này, các doanh nhân phải sở hữu ít nhất
là 15% một hãng khởi nghiệp ở Mỹ, phải chứng minh được tiềm năng tăng trưởng của công ty, huy động được vốn từ các nhà đầu tư tên tuổi của Mỹ và có thể mang lại lợi ích lớn cho nước Mỹ. Luật này cho phép họ ở Mỹ tối đa là 2 năm, sau đó họ có thể nộp đơn gia hạn thêm 3 năm nếu như là công ty chứng minh được sức tăng trưởng và lợi ích cho người dân Mỹ, như tạo ra việc làm, doanh thu và tăng đầu tư vốn. Người dân Mỹ sẽ có 45 ngày để nêu ý kiến về đề xuất này. Luật mới cũng không cần chờ Quốc hội cho phép. Phó Giám đốc phụ trách công nghệ và đổi mới tại Nhà Trắng Tom Cawley và Doug Brand, trợ lý giám đốc phụ trách khởi nghiệp tại Văn phòng Chính sách Công nghệ và Khoa học cho biết, chương trình này mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho Hoa Kỳ. Loại visa khởi nghiệp dành cho doanh nhân nước ngoài là một phần nỗ lực cải cách chính sách nhập cư của Tổng thống Obama. Những cải cách đã được Tổng thống công bố vào tháng 11 năm 2014. Nếu được thực hiện đầy đủ, có thể tăng GDP thêm 250 tỷ USD và giảm thâm hụt ngân sách thêm 65 tỷ USD trong 10 năm tới. Hiện tại, các đại gia công nghệ như Microsoft và Amazon phụ thuộc rất nhiều vào chính sách visa H-1B để đưa nhân tài từ nước khác tới Mỹ làm việc. Tuy nhiên, chính sách này chỉ hiệu quả với những người nhập cư vào Mỹ để làm việc cho các công ty đã tồn tại. Vì thế, luật mới sẽ cho phép doanh nhân quốc tế có cơ hội nhập cư vào Mỹ để mở công ty của chính họ. Thay đổi này nhận được sự ủng hộ của nhiều hãng công nghệ và cộng đồng khởi nghiệp. Cải cách nhập cư từ lâu đã là trọng tâm của Hiệp hội Đầu tư Mạo hiểm Quốc gia Hoa Kỳ, NVCA. Vì thế, chúng tôi rất vui khi thấy những ưu tiên của mình được giải quyết bằng đề xuất này, ông Bobby Brandlin, chủ tịch kiêm CEO của NVCA, cho biết. NVCA sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả biện pháp giúp cho doanh nhân nước ngoài dễ dàng tới Mỹ khởi nghiệp và thành công. Hiện tại, các đại gia công nghệ như là Microsoft hay là Amazon phụ thuộc rất nhiều vào chính sách visa Mỹ H-1B để đưa nhân tài từ nước khác tới phục vụ cho công ty của mình cũng như là làm sản sinh lợi nhuận cho Hoa Kỳ. Doanh nhân phải sở hữu là 15% một doanh nghiệp đã thành lập. Để đáp ứng đủ điều kiện được cấp loại visa Mỹ Startup này, các doanh nhân phải sở hữu 15% một doanh nghiệp đã thành lập trong khoảng 3 năm trước đó tại Mỹ. Chứng minh được tiềm năng tăng trưởng của công ty, mức tăng trưởng doanh thu phải đạt là 20% mỗi năm. Các khoản đầu tư từ những nhà đầu tư Mỹ chất lượng phải nhận được khoản đầu tư trị giá ít nhất là 345.000 USD và những lợi ích cho cộng đồng có thể mang lại như là tăng vốn đầu tư, tạo việc làm và tạo ra ít nhất là 10 công việc toàn thời gian trong 5 năm. Phó Giám đốc Công nghệ và Đổi mới Nhà Trắng là Tom Cawley và Doug Grant, trợ lý Giám đốc tại Phòng Chính sách Công nghệ và Khoa học Nhà Trắng, đã trình bày những lợi ích kinh tế mà điều luật mới này mang lại như sau. Để đáp ứng đủ điều kiện để được cấp loại visa Mỹ Startup này, các doanh nhân phải sở hữu và cũng như là chứng minh được tiềm năng tăng trưởng của công ty của mình. Tạo ra loại visa startup dành cho các doanh nhân quốc tế, đó là một nỗ lực cải cách chính sách nhập cư của Tổng thống Obama và cũng là một phần của dự luật di trú được hai đảng thông qua tại Thượng viện vào năm 2013. Dù là sẽ không có bộ luật thay thế nào, nhưng chính phủ đang nỗ lực hết mức để có thể sửa đổi những sai sót trong hệ thống luật nhập cư. Những cải cách Tổng thống công bố vào tháng 11 năm 2014, nếu được thực hiện đầy đủ, có thể thúc đẩy sản lượng đầu ra của cả nước lên 250 tỷ USD, trong khi giảm mức thâm hụt liên bang tới 65 tỷ USD trong 10 năm. Từ trước tới nay, nhập cư vốn là vấn đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng công nghệ và cả quốc gia nói chung. Rất nhiều doanh nhân phàn nàn về chính sách nhập cư ngăn cản việc doanh nghiệp Mỹ cạnh tranh với các quốc gia khác và gây trở ngại cho đổi mới. Đây chính là động lực cho sự ra đời của New American Economy vào hồi đầu tháng này. Đây là sáng kiến được đưa ra nhằm thúc đẩy vấn đề cải cách nhập cư, nhận được sự ủng hộ của hàng trăm chính trị gia và những doanh nhân. Hiện tại, những gã khổng lồ công nghệ tại Seattle như Microsoft hay Amazon
đã và đang phụ thuộc rất nhiều vào chính sách visa của Mỹ H-1B để có thể sử dụng nhân tài từ những quốc gia khác, đưa họ tới Mỹ làm việc. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng cho những người nhập cư vào Mỹ để làm việc cho những công ty đã tồn tại. Trong khi đó, điều luật mới sẽ cho phép những doanh nhân quốc tế nhập cư vào Mỹ để mở công ty của chính mình, và thay đổi này được nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía những công ty về nói về công nghệ cũng như là những công ty bắt đầu khởi nghiệp. Tuyên bố này là tin đáng mừng đối với hệ sinh thái doanh nhân, và chúng tôi hoan nghênh chính quyền ông Obama đã quan tâm giải quyết vấn đề này trước. Cải cách nhập cư lâu nay luôn là trọng tâm của Hiệp hội Vốn Đầu tư Mạo hiểm Quốc gia Mỹ, NVCA, và chúng tôi vui mừng là khi thấy những lo ngại lâu nay được hóa giải bằng đề xuất lần này. Theo Poppy Grenlin, chủ tịch của CEO của NVCA, NVCA sẽ tiếp tục ủng hộ tất cả những biện pháp nhằm giúp cho các doanh nhân nước ngoài có thể dễ dàng tới Mỹ, khởi nghiệp, kinh doanh và xây dựng nên những doanh nghiệp thành công. Chúng tôi hy vọng là có thể xem xét điều luật sâu hơn nữa, cân nhắc từng chi tiết và làm việc với chính quyền vào tuần tới để đưa ra một sản phẩm hoàn chỉnh khiến điều luật này đáp ứng tốt nhất mục tiêu là thu hút những doanh nhân giỏi nhất, tốt nhất từ khắp nơi tới Mỹ để mà làm việc. Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.